Chúng con thân hoan kính chào những gia đình các con thân thiết của chúng ta đến với chương trình. Xin chào những bên gia sư chúng ta và mọi người thân thiết trong nhà hàng quý vị. Chúng con được chúng ta tiếp tục chào chào hôm nay chúng ta chào những gia đình. Trước khi bắt đầu thánh lễ, chúng con xin được lưu ý mời cộng đoàn ngồi tại các vị trí đã được chỉ dẫn. Để thánh lễ được trang nghiêm, sốt sắng, xin cộng đoàn tắt nguồn điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Việc chụp hình đã có ban truyền thông của giáo xứ phụ trách. Cộng đoàn vui lòng không di chuyển trong thánh lễ. Cảm ơn cộng đoàn. Cộng đoàn, hôm nay chúng ta hân hoan quy tụ trong ngôi thánh đường thân thương này đón mừng Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước về thăm và dâng thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi, cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn về biết bao hồng ân Chúa đã thương ban, lãnh nhận dồi dào ơn Chúa thánh thần
làm những con người trưởng thành trong đức tin và là sứ giả lan báo tin mừng của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, như xưa đã tuôn đổ ơn Thánh Thần trên các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống thế nào, thì nay qua nghi thức đặt tay cầu nguyện và sức dầu thánh, xin Chúa Thánh Thần cũng dùng chính ngọn lửa ấy mà đổ tràn bảy hồng ân của Ngài xuống trên các em như vậy. Dân thánh lễ hôm nay cũng là dịp mỗi người chúng ta cùng nhớ lại hồng ân Chúa Thánh Thần từ ngày rửa tội và thêm sức. Nhờ Thánh Thần, chúng ta mới có thể yêu mến, tin và đón nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa. Nhờ có Thánh Thần, chúng ta mới có thể dâng lên Thiên Chúa việc tôn thờ và cầu nguyện cách xứng đáng đẹp lòng Chúa. Thánh Thần là đấng căn tâm đổi mới, là đấng sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta. Chúng ta không quên cầu nguyện cho các cha mẹ và người đỡ đầu được thấm đẫm tình yêu đối với Chúa Kitô và chan hòa mến thương đối với gia đình và mọi người, để nêu gương sáng và hướng dẫn các con em. Với những tâm tình đó, chúng con kính mời cộng đàn đứng hướng về đàn đồng tế và cùng nghiệp dân thánh lễ. Thank you.
cha xuống xe giáo phụng giáo phận phúc được. Con xin thay lời cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ trong cộng đoàn và đại gia đình giáo xứ, cách đặc biệt quý phụ huynh và 91 em thiếu nhi ngày hôm nay có nhận ơn chú thánh thần qua bàn tay của đức cha. Chào mặt đi tiếp thêm sức, chúng con hân hoan chào đón quý cha đã đến với giáo xứ chúng ta. Kính thưa đức cha, đây là 91 em xin được đón nhận quý tín thêm sức. Các em đã học xong chương trình giáo lý của giáo phận trong thời gian qua. Sau khi học hỏi và chuẩn bị tâm hồn hết sốt sắng, giờ đây chúng con xin kính xin giới thiệu với đức cha và xin đức cha dẫn chủ sự thánh lễ và bạn bí tích cho các em. Con xin cảm ơn. Như diệt cha và con và thánh thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Thưa toàn thể cộng đoàn, dịp dân thánh lễ hôm nay chúng ta tha thiết cầu xin ơn Chúa thánh thần ngự xuống trên tất cả chúng ta, cách riêng trên 91 em sẽ được hạnh nhận bí tích thêm sức. Xin Chúa thánh thần biến đổi tâm hồn của chúng ta và giúp chúng ta tự biết động tác với ơn của Ngài để góp phần đổi mới bộ mặt địa cầu này, đổi mới gia đình con cái của Thiên Chúa mỗi ngày một nên tốt lành, thánh thiện hơn. Với tâm tình ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối những lầm lỗi thiếu sót của mình và lại xin Chúa thứ tha để thánh lễ chúng ta dâng và những lời nguyện cầu của chúng ta được đẹp lòng Chúa. Tôi